Mến chào quý anh em, mến chào quý khán giả đang đến xem video của mình hôm nay ha. Hôm nay mình tiếp tục xem cái chiếc cano 5m1 này chạy thử nha. Chiếc này là có làm thêm chút đỉnh rồi nha, canh chỉnh chút đỉnh, bây giờ chạy thử lại. Ở trên màn hình thì ở phía xa xa đó cũng là chiếc cano mini, du thuyền mini. Mình thì đang đứng trên chiếc 7m7. Cái này đang lắp cái động cơ Mitsu 155 mã lực. Chưa có xong. Chiếc cano ha, cano đó cái lắp cái máy ngoài, cái máy Honda 90 mã lực, cái Honda đó 4 thì nha, dòng 4X. Chiếc mình đang xem mình cũng nói sơ lại, chiếc này là cái động cơ Yamaha ha, động cơ thủy. Yamaha. Còn cái chiếc cano là 5m1 nha. Chiếc này có chữa lườn. Có chữa lườn này, có chữa lại mớ nữa. Cần chỉnh rồi, tí tí xíu chạy thử đây. Trên đó còn cái 6 lợi. Cái 6 lợi đó cũng dự kiến lắp trên cái chiếc 7m7. Cháu lệ đó dòng máy thủy ha, giống như cái dòng máy này. Dòng máy này là dòng máy thủy nè, Yamaha. Máy này được 150 mã lực. Đang vệ sinh sơ sơ. Mày có trang bị bơm tự động nha, nước mình vệ sinh rửa là nó tự bơm ra. Đó là bình chứa nhiên liệu á, để làm cái ghế ngồi luôn. Hai cái thùng dầu thông nhau ha. Này bộ lấy cơ nha. Cái video riêng ha, nữa quý anh em xem chơi. Động cơ này Mitsubishi 155 mã lực. Động cơ này của khách mua gửi đến á, khách có làm sẵn mấy cái xin hàng giải nhiệt mà, với lại có kết nối sẵn cái hộp số. Đây mình chỉ lắp đặt thôi. Thấy
làm cái canh căng cái nền xong rồi đó, canh chỉnh đó. Hộp số đồng tua nằm ở trong đó ha, dướng cái này là không thấy được. Mấy video trước thì mình có quay cái hộp số đó cho quý anh em xem mà. Chiều ghe tàu đi nhiều á, sóng quá khó chạy. Làm lại. Có một chiếc tàu cây bự chà bá rồi. Video sau sẽ đo thử tốc độ cho quý anh em xem. Xin tạm kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại video sau. Chúc quý khán giả xem video vui vẻ.